Hằng đang nhìn cái kho thơ. Con bé này nặng đây mấy lần rồi? Lần đầu luôn hả? À? Hai đứa đi chung lần đầu luôn. Ui trời trời trời. Tôi đặt vé xem phim rồi nghe. Ngay ngay đi lắc té phiếu bắp đi kia. Mua một bịch bắp ra ăn được cả hồi luôn. Có mà kia có cả cái thùng đi thì được chứ thôi. Xấu quá, ta này mua CGV rồi. Không, kịp nhóm lên còn rồi, chỉ mua một bắp. Đây kia được một bắp, phải một vẽ ở đây kia được, ứng lại mấy bắp nữa. Còn mày ứng có một cái xấu đi. Buồn nó cũng phê dữ. Cho chị bông nước muối em. Tao nghe hồi nãy giờ bé nó thèm đủ thứ luôn chứ không phải là thèm một thứ đâu nghe. Thèm phở rồi thèm với bún mắm rồi tùm lum là. Bé là gọi là bé thèm đủ thứ. Kiểu đại bụng là thấy thêm 17, 13 đến thân tiếng. Mẹ Ly với mẹ chi mẹ anh đồ đi trúng cái lúc ta đang tìm không xin hả con, ghi vô sổ đầu bài luôn. Lý về qua không tại khúc nó chị chẳng thấy ai. Con mũi nó cắn nó kìa. Tính ra mụn và nhỏ này đã này. Hay. Em lên cho chị, em lên cho mẹ em. Thầy chứ ghê rồi là không. Chú bé đang làm răng măng thăm ở dưới vậy sợ thì dưới kia ở đây còn đỡ. Mụn thì còn nguyên mà thăm thì mụn nguyên mà đang nguyên mà lần đầu tới mình chắc ai chị ơi ai chị em ở đây à? Chị đi chung với em à, mà chị đi chung với em cũng đi một cũng lần đầu ấy. Bạn bà chị chị vùng đi. Rồi, ít bữa lên chị à. Chị bạn em nữa. Tự nhiên mặt đẹp là bạn hỏi gì á. Mà đừng có khại nữa nghe. Khại kiểu này là không ai cứu nổi hết. Mụn cũng hơi lì đòn. Sướng à? Sao mà chị lòng thái cây này? Rồi mới lấy được tiền họ chứ. Nhìn như mua cái thái. Nó rớt có đống mụn. Cái sạn thì chị bẻ mất quá. Mình lại lên rồi chị với chị đấy. Rồi em phải la. Chị nhà chị từ năm là chị từ là chị nằm dưới chưa chị nằm dưới là kim anh chị chạy chị cố nó ở xa thì mà nó cái ai yêu cầu ai nặng ok á thì chị nói em hoặc hậu chị hờ giống khỏe hoặc là gì thì ngày nó nghĩ rồi cái này là trời ngành cái mặt trời cổ để cổ dưới ngực ấy. Mà làm lắm cho bất
Đau mày? Dạ, không đau lắm. Vậy nặng cũng hơi ác xíu nè. Giờ ác không mới ra. Nhưng mà vẻ chịu đau tốt. Nói chung vẫn đau nhưng mà chịu đựng được đúng không? Dạ. Nhưng mà chịu không nổi rát. Rát chị cũng nặng thôi. Đừng xịt giường nữa em ơi, coi chừng điện. Trời ơi, muộn. À, nó lì như một con trâu. Mấy cục mụn đã thì chị nghĩ là cái thâm này là do bà khải xong rồi không lấy mụn, cái bắt đầu vì mũ xong rồi đầu nó khải tiếp, cái là không mới thâm ra nồng nậu gì đây. Chắc chắn đúng vậy. Nhìn là thấy biết nữa rồi đó, tại vì mụn cũng lì không có phải gì. À, con Hằng bên đây quay ok chưa? Ổn rồi đúng không? Dạ. Tự tin rồi đó. Bên đây trước giờ bà được mấy video rồi? Kể máy của ai đó, em để đó là bình thường, chạm vô là mắc luôn video.